Đây là bài 6 copy và paste dữ liệu một cách đơn giản. Giả sử chúng ta có một bảng chi phí như sau, gồm có các chi phí là thức ăn, thuê nhà, du lịch, ga, xem phim. Vào từ tháng 1 cho đến tháng 4, mình sẽ bôi đen ô này, làm cho nó đậm lên một chút, gạch chân để trông cho nó khác với các ô dữ liệu còn lại. Bây giờ nếu chúng ta muốn copy nội dung của ô C6 này sang tháng 2, tháng 3 và tháng 4, chúng ta sẽ làm như thế nào? Ta để ý ở góc dưới bên tay phải của ô này có một cái hình vuông màu nhỏ nhỏ. Nếu ta di chuột lên như thế này, bấm giữ chuột và kéo sang các tháng còn lại, thì nội dung của ô C6 sẽ được copy sang các tháng còn lại như thế này. Và cái định dạng dữ liệu ở trong ô C6 cũng được copy sang theo. Ở đây cụ thể là in đậm và gạch chân. Để ý thấy thì ở dưới này chúng ta có một ô vuông nhỏ nhỏ này, nếu mà ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy được là những cái ô có dữ liệu được copy sang sẽ được định dạng như thế này. Nếu chúng ta chọn cái lựa chọn thứ tư thế này thì chỉ có phần dữ liệu giá trị được copy sang, còn phần định dạng không hề được copy sang. Và chúng ta sẽ trả lại ô này cái định dạng như lúc đầu như sau. Và bây giờ chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ những ô này và làm tương tự như vậy đối với các tháng này. Đó, như thế, một cách đơn giản chúng ta đã copy dữ liệu từ tháng 1 sang 3 tháng còn lại như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ thử copy một ô mà đằng sau ô đó có một công thức, ví dụ như ô này là ô C12, thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu công thức này được copy một cách tuyệt đối như thế này hay là có sự thay đổi gì không? Như thế này. Bởi vì các số liệu này được copy một cách hoàn toàn, thế nên các giá trị của tổng ở đây cũng bằng nhau. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi xem tiền thức ăn của tháng 3 là 300, thì xem là cái tổng của tháng 3 này thay đổi tương ứng như thế nào. Và các bạn thấy tổng của tháng 3 đã thay đổi tương ứng với sự thay đổi này. Và khi ta bấm vào đây thì ta sẽ thấy công thức là tổng từ E6 đến E10, có nghĩa là công thức copy từ ô C12 đã được thay đổi tương ứng với lệnh copy này. Như vậy chúng ta có thể copy nội dung hoặc là một ô có công thức rất là dễ dàng